xanh đó. Đậu. Này cái xóm mà anh chỉ là đi vòng phía sau. Đây nè, cái món ngang cháy tỏi đây nè quý vị. Ngang cháy tỏi, nhà hàng ngang, chuyên qua bán ngang. Đây nè, cái góc này nè là quẹo vô đây là à, đúng rồi đó, đây nè, quá dữ luôn. Cái này là quân chủ hải hải quân tổng. Đây nè, big building. Cái này mình đi bộ đúng không, mình đi bộ rồi lên mạng ra đây được mà. Đây nè, nó có gây tịch nha, đi gây tịch ở trong bây giờ nè. Đúng rồi, phải bảo vệ mấy người hôm nay. Cấm tụ tập, cấm đồ. Anh đi dẫn chơi ra trong đây, mà ông lớn ở nhiều lắm nha, đi dẫn ngoài. Ủa, VinFast kìa, VinFast, VinFast. Ủa, VinFast kìa, chạm sạc VinFast. Ờ, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Sau hay là phía trước ta tách chỗ đầu xe Landmark, Landmark 31. Chương trình đặc biệt từ Việt Nam với luật sư Trịnh Bá Thiên xin trân trọng kính chào quý vị và khán thính giả khắp nơi. Xin chào anh. Xin chào. Vậy mình vào khách sạn đúng không À, thưa quý vị khán giả, chúng tôi đang check in vào tòa nhà Landmark 81 cao nhất Việt Nam. Đây là nội quy của tòa nhà. À, và quý vị thấy Vinpearl Landmark 81. Grand Singer. Ở Nhật khoảng 4 tiếng rưỡi. Dạ. Điện tử này á, nếu mà anh có cần bấm gì thì thí dụ như là mở rèm á thì ở đây. Dạ, tắt đèn, tắt mở đèn là bấm ở đây. Như là tắt đèn gương, đèn ceiling đó. Mình có thể là bản master của mình có thể chỉnh được ngoài nhiệt độ luôn. Chỉnh gió mạnh yếu, chỉnh nhiệt độ trên xuống. Rồi nếu anh muốn do not disturb anh có thể tap vào đây, hoặc là khi nào anh cần muốn tap room anh tap vào đây. À, ví dụ anh cần nhắc anh ví dụ sáng 6 giờ dậy đó thì có không alarm? Dạ, anh có thể tự set ở đây hoặc là anh có thể bấm số 1 và gọi xuống nhân viên của em á. À, thì okay. Bên em sẽ gọi call manual cho mình. À, okay. Để wake up call cho mình. À, okay. Dạ thì anh có thể gọi cho bấm alarm vô đây.
là anh có thể tự xét. Ừ. Dạ, hoặc là nếu mà anh có muốn tụi em gọi cho anh để quay cấp cô thì anh có thể bấm số 1 để tụi em có thể. Là ở đây có food order được không? Dạ có, thì food order là giống như là trên bàn làm việc nó có cái QR code kìa. À, dạ, à. Thì anh sẽ scan cái QR code đó rồi nó sẽ có cái menu của F&B á, thì anh mình sẽ order. Dạ. Yeah. In the planning. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn em nhiều. Dạ. 最大限に増やしたいと思っています。シンプルであること、それが次なるアイディアを生むと考えています。